hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái con đường bán vải xỉ của Sài Gòn, được của mệnh danh là con đường lớn nhất Sài Gòn. Đó chính là con đường Phú Thọ Hòa của quận Tân Phú và con đường Đỗ Đức Dục nha các bạn. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đi một vòng cái con đường Phú Thọ Hòa cũng như con đường Đỗ Đức Dục để giới thiệu cho các bạn một số cái hình ảnh về cái con đường bán vải xỉ lớn nhất Sài Gòn. Mời các bạn cùng theo chân mình đi nhá. Quần vải khá là lớn ở trên cái xe ba gác như này, nó mang nó chuyển vào trong cửa hàng. Rồi, các bạn sẽ thấy hai bên đường trên con đường Phú Thọ Hòa này là những cái cửa hàng bán vải. Đây vải thì bán xỉ. Những cái cơ sở mà may mặc đồ hoặc là những cái cửa hàng lẻ ở tỉnh cũng như ở thành phố, người ta thường ghé qua đây qua quận Tân Phú để mua vải để xỉ về, sau đó mình sẽ về mình gia công mình may. Chất trong cửa hàng và chất cả ra ngoài đường luôn đấy quý vị các bạn. Đây thì chỉ bán vải thôi, còn cái con đường mà bán đồ xỉ nó lại là một con đường khác. Đây chỉ bán vải để cho các cơ sở về may gia công thôi. Đỗ Đức Dục cho quý vị các bạn coi đường đó.
hàng vải ở tỉnh ấy, thì họ hay mua những cái quần hàng, quần vải hoặc là những cái mét vải chỉ ở đây, nó về họ bán lại quý vị các bạn. Đây là cái đoạn mà ngã ba Chữ Y giao của đường Phú Thọ Hòa và Đỗ Đức Dục. Đây các bạn thấy bên hông đường Đỗ Đức Dục đây, mặt bên này bán rất là nhiều vải luôn. Trong những video tiếp theo của mình, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất nhé.